Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, trở lại buổi gặp gỡ hôm nay với ông thị trưởng và phó thị trưởng của thành phố Westminster. Thì quý vị có điều kiện, nếu quý vị cần thì quý vị cứ email cho chúng tôi để chúng tôi sẽ gửi đến ông thị trưởng và phó thị trưởng. Thế trở lại vấn đề này, khi vừa rồi thì ông thị trưởng cũng giống như ông phó thị trưởng là cho chúng tôi biết rằng đây là cái đơn khiếu nại của ông cựu giám đốc cảnh sát Kevin Burger đối với thành phố. Thế quý vị có thể chia sẻ ngắn gọn cho chúng tôi thế nào là khác biệt giữa đơn khiếu nại và đơn tố tụng và một cái hành vi tố tụng, thưa quý vị? Dạ, thưa anh cũng như là thưa tất cả quý vị, cái sự khác nhau giữa cái đơn khiếu nại và cái đơn tố tụng ngoài tòa đó là cái đơn khiếu nại là chỉ đưa ra những cái lời mà khiếu nại từ một phía và yêu cầu cái phía kia phải giải thích những cái khiếu nại của phía bên này. Tức là cái khiếu nại này chưa bao giờ, chúng tôi nói là chưa bao giờ được nộp tại tòa hay là được giải quyết tại tòa. Thì ra là cái chuyện này chỉ mới là cái đơn khiếu nại mà thôi. Và phía của ông Kevin Burger cũng muốn dàn xếp cái việc khiếu nại này, không có muốn đem ra ngoài tòa. Tại nếu mà đem ra ngoài tòa đó, thứ nhất đó, về cái thời gian đó là nó có thể nó mất tới, có thể là tới vài năm. Và cái thứ hai nữa đó, những điều ông ta đưa ra trong cái khiếu nại đó, nó không có căn cứ, nó không có căn cứ đủ để mà có thể cái vụ khiếu nại này của ông sẽ có thể thuyết phục được quan tòa. Do đó, chính phía bên ông Kevin Burger đã yêu cầu là thành phố nên dàn xếp cái vụ này. Tại nếu bây giờ đưa ra tòa đó thì chưa chắc là phía ông Kevin Burger thắng, mà phía ông chúng tôi không đi xa hơn vấn đề chưa có xảy ra. Chúng tôi muốn trở lại cái vấn đề, cái sự kiện mà quý vị cho phép chúng tôi biết rằng là cái khác biệt giữa cái đơn khiếu nại và tố tụng, theo như quý vị nói là đây không phải là tố tụng. Thế khi một khi quý vị nhận cái đơn khiếu nại đó, quý vị biết mục đích của ông Kevin, mục đích của cái đơn khiếu nại của ông Kevin á, là ông ta muốn đưa ra những cái điều mà ông ta nghĩ rằng để mà giải quyết những cái mâu thuẫn giữa ông và bà Margie. Thì chính những cái mâu thuẫn giữa ông và bà Margie Rice á, là cái yếu tố đã dẫn ông đâm đơn khiếu nại thành phố. Thưa tại sao quý vị là với ông phó thị trưởng cho chúng tôi biết rằng đơn khiếu nại, thế tại sao lại có đưa vấn đề đòi hỏi là 10 triệu đô la ra? Mà nếu quý vị không giải quyết cái đơn khiếu nại, quý vị thấy cái đơn khiếu nại này vu khống, thì trong trường hợp đó đơn khiếu nại sẽ tiếp tục đi đến vấn đề tố tụng hay là không? Thưa anh, cái đơn khiếu nại mà khi mà chúng tôi vừa nhận được đó, yeah, thấy con số tiền này, yeah, thì mình cũng chỉ là mình cười thôi. Mình biết đây đây coi như là một cái vụ, nói mình không biết có chữ nào nó tốt hơn không, nó giống là một cái vụ mà lại tốn tiền như vậy, yeah. Là ông một người thấy được cái sơ hở của một người khác và đã vịnh vô đó và yêu cầu rằng là tôi cần 10 triệu Mỹ Kim vài tháng trước khi tôi muốn nghỉ hưu, nếu không thôi thì tôi sẽ coi như là đệ đơn để mà kiện thành phố. Thưa kiện, yeah. Thì anh thấy là từ cái vấn đề là từ con số là 10 triệu giảm xuống tối thiểu là trên dưới những 500 ngàn cho cái vụ này, để mà tránh cái việc là sao phải đi lôi thôi đi ra ngoài tòa. Tại vì trước đây thì thành phố Westminster, nó đúng là sở cảnh sát Westminster cũng đã bị thua một vụ kiện rồi liên quan đến vấn đề mà gọi là kỳ thị chủng tộc trong, yeah, cái vấn đề mà nhân sự trong thành phố. Thì trong cái giai đoạn đó các nghị viên cũng như thị trưởng không muốn lại là có một cái vụ kiện khác liên quan đến các nhân viên cảnh sát nữa. Và cái quyết định
Và có thể là nhìn lại, có thể nói là nếu mà nhìn lại, có lẽ là không biết là anh thị trưởng tại Đức nghĩ như thế nào, nhưng mà ngồi trong cái phòng này, nếu mà được làm lại, mà biết là cái hậu quả chính trị nó như vậy, thì tôi thà là lúc đó cứ để đem đơn đi kiện để mà cho công chúng có thể hiểu rõ hết là đâu. Tại vì thí dụ như là anh là một nhân viên của một công ty tư nhân hay chính phủ đó, anh có một khiếu nại với một cái người nhân sự khác, anh vô HR, anh khiếu nại, thì nhiều khi anh cũng không cần bằng chứng gì nữa, đó là một cái lời tố cáo thôi. Nếu mà muốn ra tòa thì luật sư của anh phải có những bằng chứng để cho bồi thẩm đoàn cũng như quan tòa thấy là những cái lời cáo buộc hay những cái lời tố cáo của anh là nó có cơ sở. Đằng này làm sao là ông viết sẵn một cái trang giấy là 14 trang. 14 trang. Ông cứ nghĩ tới đâu thì ông viết tới đó, không có gì hết. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta có mặt trong ngày hôm nay. Thế thưa ông Phó Thị trưởng, một cái sự kiện thành phố chúng ta bỏ một cái số tiền gần tới 200 ngàn để mướn một ông luật sư. Ông luật sư cho thành phố, ông luật sư cho cao sổ của quý vị. Khi nhận một cái đơn mà quý vị nói là một cái lời tống tiền, thế ông luật sư lãnh lương làm gì mà không điều khiển, không advise cho quý vị biết rằng cái điều này là tống tiền, chúng ta phải làm dẹp tan cái điều này, phải đưa ra cho công chúng biết. Thế tại sao họ không làm như điều đó? Luật sư thành phố chỉ có trách nhiệm bảo vệ vấn đề tài chính và luật pháp của thành phố thôi. Họ không có nghĩ đến cái quyền lợi chính trị hay là uy tín của các nghị viên. Thế cái vấn đề khi mà ông đưa ra vấn đề là bảo vệ vấn đề tài chính cho thành phố, thì cái số tiền mà 100 ngàn cũng là tiền thuế của người dân, cũng là cái số tiền mà có số tiền là giấu quý vị chưa cho ra biết công bố nữa. Thế tại sao ông không biết rằng đó là một cái thiệt hại của thành phố? Tại vì luật sư nghĩ đó, thà là tiết kiệm cái khoản nhỏ còn hơn là mất cái khoản lớn. Ví dụ như là bây giờ anh đã gặp một cái người nhân viên đã có vấn đề rồi, thì bây giờ là một là luật sư phải cân nhắc tốn 500 ngàn để giải quyết cho xong, hay là ra tòa nhiều khi tốn kém lên tới mấy triệu Mỹ Kim. Thì quý vị là những người đại diện cho dân chúng tôi bầu cử quý vị. Đâu, cái này nè. Mà quý vị cho tôi nói cái này đã, tôi phải ngưng cái này lại chút xíu. Quý vị cho tôi nói quý vị là cái này. Quý vị, khi quý vị là những người đại diện cho dân, quý vị là những người được người dân đại diện ra, mà quý vị bị người ta tống tiền mà quý vị nói rằng là tiền thì sao được? Tiền thuế của người dân đó là biết là bây giờ, ví dụ như anh Trọng, anh là cư dân ở Westminster đi, chúng tôi muốn tiết kiệm tối đa tiền thuế của ông. Bây giờ đó là làm lãnh đạo phải có những cái cân nhắc nặng nhẹ, không có quyết định nào gọi là nó hoàn hảo hết. Vâng, phải cân nhắc tôi chưa, tôi đồng ý. Bây giờ là anh muốn tốn 500 ngàn hay là đi ra tòa để những khi tốn vài triệu Mỹ Kim. Bây giờ nè, 3 năm sau nhìn lại, nếu mà biết là anh em chúng tôi phải chịu ngồi đây để mà giải thích vấn đề này, thì về mặt mà gọi là lợi chính trị đó, chúng tôi thà là thời điểm đó tốn vài triệu Mỹ Kim để mà kiện cho tới cùng. Nhưng mà thưa, cái vấn đề chúng tôi khoan đặt nói với vấn đề chính trị ở đây, chúng tôi nói đến vấn đề cái trách nhiệm với cử tri của quý vị. Khi mà quý vị đã vừa rồi, ông Phó Thị trưởng nói, đó cái hành động nó coi như một cái hành động tống tiền. Quý vị đại diện cho chúng tôi, quý vị chấp nhận một cái hành động tống tiền, rồi quý vị lấy tiền thuế của người dân ra để trả cho cái người tống tiền. Quý vị cảm thấy có một lời xin lỗi với chúng tôi hay không? Thưa anh, nếu mà anh từng trong cái vai trò mà lãnh đạo thành phố hay là một công ty đó, thì lúc đó anh mới cân nhắc rằng cái lợi cái hại nó nằm ở đâu. Anh bỏ cái nhỏ để anh bảo tồn cái lớn, hay là nhiều khi là anh thí hết nguyên cái cơ ngơi của anh. Cái vấn đề ở đây nè, tôi đồng ý về cái đó, là cái ông lãnh đạo thành phố là cái quyền của quý vị đó. Nhưng mà quý vị, chúng tôi là với tư cách cử tri, chúng tôi bầu quý vị, chúng tôi muốn hỏi đến cái uy tín danh dự của những người mà chúng tôi bầu ra. Chúng tôi nói nha, có thể là anh cư dân anh không đồng ý với quy định đó, nhưng khi nào mà anh ngồi vô trong cái vị trí này đó, thì anh mới hiểu được cái nặng nhẹ và cái sự khó khăn của người mà phải điều hành, phải chọn trong hai cái quyết định xấu, anh phải chọn cái quyết định nào nó xấu ít hơn là một cái quyết định nào nó xấu nhiều. Thế thưa ông thị trưởng với ông phó thị trưởng, chúng tôi những người đến đây định cư, chúng tôi cảm thấy cái hành diện của chúng tôi với những người dân cư người Mỹ gốc Việt của chúng tôi, và cái thành phố này mang danh là cái thành phố của những người tị nạn. Thế đến bây giờ những cái bài báo đưa ra những cái vấn đề tham nhũng băng đảng ở đây như vậy, thì kính thưa quý vị rằng quý vị trả lời như thế nào với tất cả những cử tri ở đây? Khi đến một cái sự kiện, quý vị là những người quyết định, quý vị là phải cái quyết định, tất cả mọi người đều biết về chuyện này, chúng tôi không có giấu giếm, chúng tôi để ra. Đến bây giờ nếu không có tờ OC Voice đưa ra, thì kính thưa quý vị làm sao chúng tôi biết được những sự kiện đã xảy ra tại thành phố Westminster như vậy? Rất là cảm ơn anh Trọng đã hỏi câu hỏi này. Thưa hai anh cũng như là thưa tất cả quý đồng hương, cái quyết định mà giữ kín 14 trang này là do từ phía ông Kevin Baker
luật sư của ông Kevin Baker muốn giữ kín cái chuyện này, chứ không phải phía hội đồng thành phố cần thiết phải giữ kín cái chuyện này. Thành ra đó là do cái yêu cầu từ phía của luật sư ông Kevin Baker là phải giữ kín cái chuyện này sau khi mà đã được dàn xếp xong hết giữa bên thành phố và bên ông Kevin Baker. Thành ra cái yêu cầu đó mà bảo mật 14 trang này đã được đòi hỏi bởi phía bên ông Kevin Baker chứ không phải của thành phố. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng xin thưa rằng đã có một số cái sửa đổi mà cái tài liệu mà quý vị đã thấy, chứ những cái tài liệu mà ban đầu đó, những cái khiếu nại ban đầu không có tên của tôi, không có tên của Phó Thị trưởng Thái Lê Diệp. Ồ, lại có một cái sự kiện như vậy nữa. Cũng không có tên của nghị viên Social Contreras, mà chỉ toàn là những cái khiếu nại chỉ liên quan tới bà Margie Rice mà thôi, và ông Frank Cobo, nhưng mà không hề có tên của tôi, không hề có tên của Phó Thị trưởng Thái Lê Diệp, không hề có tên của nghị viên Social Contreras, tức là đã có sự sửa đổi sau đó, thưa anh. Thế thì thưa kính thưa quý vị, khi mà quý vị nói rằng việc trước tiên là ông Kevin Baker yêu cầu cái sự kiện này được giữ kín, không đưa ra ngoài, ai là người có quyết định để chấp thuận cái vấn đề giữ kín? Quý vị cảm thấy cái vấn đề này không cần giữ kín, quý vị nói đâu tôi không chấp nhận cái điều đó, có được không? Dạ thưa, cái này là do là luật sư của hai bên, và luật sư cũng có giải thích cho tất cả thành viên của hội đồng thành phố những cái lợi cái hại. Thì khi mà nếu mà như là phó thị trưởng giải thích nó rất là đúng, nếu mà thành phố tiếp tục đi theo cái vụ này mà ra thành cái vụ kiện, từ cái vụ khiếu nại mà thành cái vụ kiện, thì có thể thành phố sẽ phải tốn thêm 2-3 triệu rất là dễ dàng tại cái tiền luật sư phí, và cái thời gian nó sẽ kéo dài thêm vài năm. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình Cà Phê Sáng chúng tôi đến đây thì phải tạm chấm dứt. Nhưng mà kính thưa quý vị, đặc biệt là chúng tôi xin cảm ơn ông thị trưởng và ông phó thị trưởng đã đến đây để chia sẻ những cái vấn đề. Bởi thế chúng tôi quyết định là chúng tôi sẽ giữ dựng thêm phần đầu của chương trình Thời sự Thế giới để ông thị trưởng và phó thị trưởng có điều kiện nói với tất cả các đồng bào chúng ta hiểu được về những cái sự kiện quan tâm đến thành phố Westminster. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.